Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em bán cho các bác một cái đầu của đờ nông đánh trực tiếp súp hơi các nhé, đánh trực tiếp súp hơi gọi là chơi 2-1 đấy, với giá chỉ có 1.300.000 đồng và có một số cái lỗi nhỏ trên cái đầu đờ nông này. Thanh lý 1.300.000, cái lỗi ở đây bao gồm có thứ nhất là dòng này cái cổng quang này nó cắm hiện tại nó không nhận được các bác nhỉ. Cổng giải mã nó không nhận này, chỉ nghe qua các cái đường analog này. Đấy, cắm điện thoại TV máy tính qua đường 300 đường analog này. Đấy, thứ hai cái lỗi thứ hai đó là các cái loa surround này, surround đờ surround lời thì bật nó không có tiếng. Đấy, chủ yếu bây giờ chơi 2.1 là một cặp loa chính này là FL và chơi một loa súp hơi SV kép súp woofer. Dòng này thì đánh trở khá từ 6 đến 16 ohm thì các bác rất dễ là ghép loa thôi. Từ cái từ sửa loa từ 6 đến 16 ohm với cặp loa chính này thì các bác có thể đánh vào những cặp loa bát dòng loa buxel nhỏ nhỏ có tầm 16 18 14 16 18, có súp thì các bác có thể đánh lên tận súp 22 đổ về các bác nhé. Súp 22 đổ về 20 22. Dòng này nó sẽ đánh hai sò STK của Sanyo. Máy móc thì cam kết cho các bác nguyên zin chất bãi luôn. Đấy, về nó bị lỗi mất cái phần quang. Đấy, và trên này thì chỉnh nó cũng chả có cái nút gì mấy này, mỗi có 2-5 cái nút thôi. Đấy, một cái nút chỉnh tín hiệu vào này. Analog thì em đang cắm cổng cable. Ở đây có chữ status là cái chế độ hiển thị thôi, nó không có gì cả. Đấy, ở đây là CH selector, chế độ chỉnh chỉnh to nhỏ từng kênh và chỉnh to nhỏ súp này. Đấy. Đây các bác có thể nghe tiếng súp đang đánh cái đáp tạm với cái bát 16 này. Đấy. To nhỏ súp ở trên đây. Dòng đời lông điện 100V, công suất 130W và được lắp ráp tại trực tiếp tại China Trung Quốc. Cái này là sản xuất năm 2010 các bác nhé. 2010 đời cũng khá là cao, 130W điện 100V. Đấy, nó chỉ lỗi với cái cổng quang, cổng digital in này. Đấy, có hai điểm lỗi, đó là lỗi quang và lỗi đường surround. Vẫn hỗ trợ cổng subwoofer, súp điện này. Rất nhiều cổng, 1 2 3 4 cổng kết nối với bên ngoài, 4 cổng analog. Cái đầu đồi lông này với kích thước chiều ngang 43,5, chiều cao 6,5 và chiều sâu 31, dám thanh lý cho các bác là 1.300.000 đồng. Với cái tình trạng lỗi như vậy thì các bác về cắm điện thoại máy tính thay tivi qua cái đường cứ đường analog là được. Đấy, nghe đường analog đây. Đấy, sẽ có cái chữ analog nó hiện ở trên này. Dòng mà có đánh trực tiếp súp hơi này thì cho cái chất âm nó rất là hay các bạn. Đấy, và súp có súp để đánh tiếng bát nhiều hơn. Đời lông 1.300.000 đồng. Đấy, nó sẽ có chế độ stereo. Đấy, giá 1.300.000 rất là rẻ. Thanh lý cho các bác giá này giá lỗ rồi. Đấy, về lỗ phải bán lỗ cho các bác với giá 1.300.000 thôi.
Rồi tiếp đến là một cái dòng âm ly của Pioneer, dòng VSA 550. Em sẽ bỏ cái trên ra để xem nội thất bên trong. Âm ly Pioneer với kích thước chiều ngang 42, chiều cao 12, sâu 32, giá em để cho các bác 2.200.000 đồng. Dòng mặt nhôm màu đen quá nhá. Dòng này các bác có thể thấy này, tản nhiệt dòng tổ ong này. Nó đánh 6 con sò xanh đen này quá nhá. Đấy, 6 con sò xanh đen. Nguồn rất khủng luôn, nguồn to. Nội thất bên trong thì nguyên zin trên bãi, nội thất cũng rất là gấu luôn. Dòng Pioneer VSA 550. Hàng nội địa của Nhật, điện là 100V và công suất 160W. Những dòng VSA như thế này dưới máy nó không bao giờ nó ghi made in ở đâu, nhưng mà tỷ lệ những cái dòng máy như thế này lắp ráp tại Nhật ấy, chắc chắn là lên 100% các bạn nhé. Những cái dòng như thế này thì đời nó đời cổ rồi. Đấy, thì tỷ lệ lắp ráp tại Nhật chắc chắn là 100%. Đấy, những năm 80s 90s chứ không phải là những cái dòng đời mới bây giờ. Đấy, thì chắc chắn 100% được lắp ráp tại Nhật với cái dòng kiểu đời như thế này. Dòng này thì nó sẽ đánh một cặp loa phông chính với trở kháng 6-16 ohm. Phía trên là center và Suda. Đây là các đường tín hiệu vào rất nhiều, phono tuner CD rất nhiều, cổng phía nội thiết bị bên ngoài. Đấy, với cái dòng âm ly này các bác có thể ghép với những cặp loa có thể đánh cả bass 30 đánh vẫn căng luôn, đánh cả bass 30 dòng của LD Hitachi đánh Fedex các bạn. Dòng Pioneer thì vẫn có chỉnh ở bát chéc bằng phím mềm các bạn. Bát chéc này. Đấy. Đấy, bát chéc nó sẽ giảm như thế này. Đấy. Ở đây sẽ có phím speaker là phím bật tắt loa, khi mà đèn đỏ nó sáng ấy, thì loa nó mới hát các bạn nhé. Đấy. Đấy. Còn đây là các đường tín hiệu bên kết nối thiết bị đây rất nhiều. Các bác lưu ý có những cái vấn đề về phần tab 2 này, monitor này. Khi các bác cái chữ đỏ này hiện lên ấy, các bác ấn trái cái khẩu đạo nó nhận. Đây là được cái điều mặc định nhiều trên âm ly, nhiều bác cứ bấm vào cái nút này xong đấy rồi tại sao cắm vào đường CD mà nó không hát, thì các bác phải ý cái phần tab 2 nhé. Nhớ chẳng mà ai ấn vào mà đi tìm cổng CD mà tìm bật thì không hát thì bảo âm ly lỗi. Đấy, nó chỉ do mỗi cái phần này thôi. Đấy. Ở đây sẽ có phần ba năng cân chỉnh loa. Đấy, ba năng, nó ghi ba năng xe để dấu cộng này nó cân bằng. Đấy. Ở đây sẽ còn phần muting ngắt loa một chút và phần direct nó đánh direct tức là bass check mới mất này. Đấy. Em đi dòng 550 của Pioneer này, các bác có thể ghép thêm vang hát karaoke gia đình nhẹ nhàng tốt. Đấy. Với cái mức giá chỉ có 2.200.000 đồng cho một thương hiệu Pioneer nghe nhạc vàng trữ tình Bolero 2 và với hệ thống tản nhiệt trông rất là gấu và đánh 6 con sò 2 xanh 2 đen. 6 sò 3 xanh 3 đen. Đấy. Rồi, với mức giá 2.200.000 dòng Pioneer, các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22 555 hoặc là số điện thoại cũng nào hiển thị ở góc màn hình bên phải. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.